xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Quý vị thân mến, chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với Khẩu vị ngôi sao, trải qua rất nhiều mùa được phát sóng, xin cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của quý vị khán giả khắp mọi nơi rất là nhiều. Và ban biên tập chúng tôi luôn cố gắng làm sao xây dựng nội dung thật là hấp dẫn, bên cạnh đó những thử thách thật là hài hước dành cho các khách mời cũng như là những siêu đề web, những bạn fan hâm mộ đến đây tham gia và tặng quà tinh thần dành cho các thần tượng của mình. Và vì lý do đó, ngày hôm nay sẽ là những phiên bản mới, những sự cập nhật mới, hy vọng sẽ mang lại đầy tiếng cười cho quý vị. Bên cạnh đó sẽ là một thực đơn rất là ngon miệng dành cho tất cả chúng ta. Mà người ăn, thực khách cũng phải sành điệu. Đây, xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của một trong những nữ nghệ sĩ có thân hình rất là quyến rũ. Xin mời sự xuất hiện của diễn viên Ngọc Hoa. Đồ ăn đâu ạ? Đồ ăn đâu? Trời ơi, vậy vậy sao chứ? Đừng. Tới đây chị đặt bàn rồi. Dạ chị muốn ăn. Trời hết hồn. Chào Ngọc Hoa. Dạ em chào anh. Trời ơi, kinh dạ, quá. Em chào quý vị khán giả. Em nôn ăn quá. Em của em đó mọi người ơi. Nay nghe nói mời đây ăn. Có đầu bếp 5 sao gì nói em tươi hẳn lên anh nè. Ủa đâu có 5 sao? Chết rồi, vậy là lộn nhà hàng. Fan sao? Fan sao? Fan sao? Đó là những fan mộ của Ngọc Hoa đó. Dạ. Rồi mời Ngọc Hoa vào phòng khách nào. Rồi, dạ. Vui quá, nùng quá. Ủa bình thường có ai nấu ăn cho em ăn không? Dạ không, thường là em nấu mà. Ở nhà em là em nấu. Ở còn nhà nếu em mà em nấu. Về nhà ba mẹ thì là ba em nấu cho em ăn. Ồ, vậy là thương ba quá. Ba vừa dạ. Là ba vừa là mẹ luôn á. Dạ vâng, dạ, cảm ơn con. Ủa vậy là cái câu chuyện đó của mình là từ lúc em còn nhỏ. Dạ vâng, đó là em học lớp 1 là mẹ mất rồi. Em của em đó là mấy tháng là mẹ mất. Từ đó là ba với các bác gái nuôi. Ồ. Em còn nhớ là em không biết gì hết không. Em còn nhảy dây trước cửa quá. Đợi gì đó, không biết gì trơn đâu. Nhưng mà càng lớn lên á, em biết dạ. Được vai trò người mẹ trong nhà rất là quan trọng. Dạ đúng. Đặc biệt thiệt. Là trong việc nấu nướng nữa. Dạ. Trong gian bếp thiếu đi hình bóng người phụ nữ á. Nhiều lúc em mũi lòng không? Chắc có lẽ là nếu mà còn nhỏ mà em biết được là sự hiện diện của mẹ vậy đó thì em sẽ lớn lên em sẽ buồn. Mà tại lúc đó còn nhỏ quá mà em không biết là mẹ mất. Trời đất ơi, vậy luôn, ngây thơ vậy luôn đó. Em không biết, còn nhỏ không biết nên là chắc là cũng hình bóng mẹ cũng không có nhiều nên là em cũng không có tuổi lắm. Chứ là em còn ba các bác nhiều không sao. Thương quá à, anh rất thích sự lạc quan của em nha. Dạ. Nhiều người á thường là sẽ tự tự dằn vặt mình. Dạ. Còn như em không, em lúc nào cũng tích cực hết để làm sao cho mình sống lạc quan nhất có thể. Nhưng mà dạo gần đây có nhớ cơm ba nấu không? Nhớ chứ anh, tại vì em ở xa rồi em không ở gần ba nữa. Hồi xưa là còn vòng tay bé bỏng ở chung ba, giờ là tự lập. Nên là tất nhiên cái vị mình ăn từ đó đến giờ thì nó sẽ quá ngấm vô luôn. Người mình đúng à. Rồi. Đi đâu cũng khó lòng mình ăn được cái món như ba em nấu vậy. Nói chung là nhớ chứ. Càng lớn rồi, sau dạ. Này con gái ráng nấu cho ba ăn nghe. Dạ. Cảm ơn em đã chia sẻ về câu chuyện của mình. Dạ. Thì thật sự là bất ngờ, nhưng mà hy vọng là những người đồng nghiệp chúng ta xem nhau như một gia đình. Dạ. Bữa nay coi anh như mẹ đi. Coi ai? Anh. Mẹ. Ừ, ngoan nha. Dạ. Bữa nay mẹ sẽ tuyển lựa những đầu bếp thật là ngon, nấu ăn xuất sắc dành cho con nha. Cảm ơn mẹ. Mà nè, con gái nè, bữa nay thấy căn nhà của chúng ta như thế nào nào? Căn nhà mình trống rộng quá mẹ. Cái gì vậy? Không người ta có ai ngoài hai mẹ con mình, trống rộng quá. Nhưng mà đạo cụ ơi, ôi lột mấy cái... mẹ mua đạo cụ vô nha. Dụng cụ đạp bếp này nọ, mẹ đầu tư lắm không, con ơi. Con thấy nhà mình sang đó. Sang đẹp không? Đẹp không? Con thích cái bếp vậy lắm. Làm bếp nó phải có không gian rộng, làm bếp rất là đã. Thao tác sướng đúng trời không? Trời ơi, lê lệ. Sáng tạo. Chứ có mấy ô vuông đứng quay qua lại đụng đồ rớt. Đúng rồi đó, hợp lý. Duyệt, con Duyệt. Cảm ơn con gái. Cảm rồi, ơn. Thoát vai đi. Mẹ mệt. Và bây giờ xin mời thực khách đặc biệt chúng tôi. Dạ. Xin mời quý khách hãy đặt hàng thực đơn đi ạ. À. Hai món ăn nha. Rồi. Xong chưa ạ? Xong rồi. Ok, hy vọng là hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay đến với chương trình gặp gỡ Ngọc Hoa sẽ nấu được hai món ăn này. Bây giờ Ngọc Hoa sẵn sàng nha. Dạ. Xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay, đó chính là Thái Điền và Trường Lưu. Đây, cánh cửa mở ra. Wow. À, đầu bếp à. Đây. Có hai đầu bếp trẻ. Dạ, đầu bếp mời hai bạn rồi. Chào Hoa và chị Hoa. Ngồi bắt cao. Bắt tay cái. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Rồi xin mời hai bạn giới thiệu về bản thân mình, là xin mời bạn. Dạ em chào anh Hoàng, em chào chị Hoa, em tên là Thái Điền, hiện tại em là diễn viên. À. Hèn chi. Ủa vậy em biết nấu ăn luôn hả? Giỏi vậy? Ồ. Dạ em cũng biết nấu ăn sơ sơ. Còn em? Dạ em chào anh Hoàng rapper và chị Ngọc Hoa. Em là Trường Lưu và hiện tại em đang làm dẫn chương trình này.
Wow, MC rồi, chuẩn bị cái ghế lung lai rồi đó. Ui. Một bên diễn viên chung, dạ, bên MC. Em làm event nhỏ thôi. Rồi, bây giờ hãy sẵn sàng với những cái từ khóa đầu tiên sẽ tiết lộ ra từ cái gu ăn uống của Ngọc Hoa. Dạ. Giúp cho hai bạn nắm được cơ sở là Ngọc Hoa thích cái gì và ghét cái gì, không thích cái gì, hợp cái gì, bị phản ứng hóa học ra sao nữa. Đúng vậy. À, 5 ô số khác nhau, 1, 2, 3, 4, 5. Ghê chưa, cập nhật. Yeah. Bình thường là 3 nha, bữa nay anh cho 5 luôn. Ủa, 5 sao luôn. Để hiểu em nhiều hơn. Em là người nổi tiếng. Phải hiểu. Ok. Bây giờ sẽ là ô số 1. Ô số 1 nội dung như thế nào để biết được bí mật đây? Câu hỏi. Phần câu hỏi này mình cầm bảng lên, mình trả lời. Câu đố vui này liên quan cái Hoa nè. Hay. Con gì cá biển rõ ràng có tên giống lợn, khôn ngoan tuyệt vời. Câu hỏi này có phần trăm biếm em. Nhiều khi giữa biển cứu người, chẳng như cá mập là loài ác ngư. Hỏi đây là cá gì? À, dễ mà. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Câu trả lời là cá heo. Chính xác rồi. Dễ, câu này dễ. Quá đơn giản. Như vậy là ở câu này cả hai bạn đều trả lời đúng một đều nha. Dạ. Nào, nội dung bên trong bí ẩn số 1 liên quan tới Ngọc Hoa là vị cay nồng. Wow. À. Em thích ăn cay? Em thích ăn cay. Wow, vậy là ghen dữ lắm nè. Đâu, em điềm tĩnh dữ lắm. Riêng về vị cay nồng thì là do sở thích ngay từ nhỏ là em biết ăn cay liền? Dạ không. Hay là lớn lên, lớn lên đi, lớn anh, đi lớn học. Chứ, lớn đi học. Đi học rồi cô giáo dạy mới biết cái đó là cay. Lớn lên thì mình mới thử, lúc nào cũng phải thử em. Thử đã liền. Làm đầu bếp là phải thử. Thử xong là ghiền. Ghiền luôn. Ghiền. Cỡ mì cay là chỉ cấp độ mấy à? 0.5 em à. Vậy luôn đó, cấp độ cao vậy. Mình cay thì cũng phải có cái người này người kia chứ. Cấp gì đâu mà cấp mẫu giáo vậy. Không, anh không hiểu đâu. Người ta ít ra được cấp 3 đại học đúng. Cái mì cay nó cay hổn. Ví dụ ăn nhấm nháp 3 đũa thì hãy cay căng. Cay quá. Là hổn. Em hiểu không? Nó có những cấp bậc. Cảm ơn Hoa. Dạ. Vậy lát nữa mình vừa thôi nha. Vừa thôi nha. Rồi bây giờ sẽ là nội dung thứ hai. Cái đề bài thứ hai sẽ có chủ đề là thử thách ưu tiên. Không cần anh trả lời câu hỏi mà là chơi hên xui may rủi với nhau. Các bạn thấy là trên tay của Hoàng một cây ngắn, một cây dài. Hai cây bút chì này có cái ngoại hình khá giống nhau, chỉ khác nhau ở mỗi chiều dài mà thôi. Và ai bóc được cây dài hơn, người đó giành được một điểm. Dạ. Cuộc đời em là... Hai, ba, rút. Rút. Cây dài à. Như vậy cây ngắn thì chắc chắn là thuộc về bạn còn lại rồi. Đó, em cầm làm kỷ niệm luôn cưng. Dạ. Chúc mừng Điền, đựng điểm 2-1, hên thôi. Thôi, chưa biết đâu. Nội dung bên trong ẩn số thứ hai đó chính là... Ủa gì kỳ vậy? Hồi nãy vị cây nồng, còn giờ là cây đắng. Là em thích ăn thịt đắng nữa. Dạ, ăn đắng được. Ok, ăn cay được, ăn đắng được mà. Hai vị này nó hòa quyện với nhau vẫn ăn được luôn nha. Chà, trình độ ăn của em cao à. Đúng. 0.5. Tại vì cái món đó em mà nấu là em phải rõ cay một chút. Rồi, bây giờ chúng ta đến với nội dung thứ ba. Ẩn số thứ ba sẽ là câu hỏi. Nào, cùng trả lời. Bánh cấy là đặc sản ở tỉnh thành nào? A. Hải Phòng, B. Nam Định và C. Thái Bình. Hết. Ê, quen quá. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Thôi. Trời, hai bạn chọn là Thái Bình. Vậy chắc hâm mộ Sơn Tùng MTB lắm. Dạ. Sao anh biết? Ủa liền đó hả? Chị không biết. Trong cái bài hát của Sơn Tùng, bài Thái Bình mùa hồ rơi. Đâu hát thử câu. Bánh cấy theo ta lớn khôn gì đấy. Có hát bài đó luôn hả ta? Sự hâm mộ đó mà bạn đã cho là chính xác. Yeah. Chính xác. Đó chính là Thái Bình. Bánh cấy là đặc sản lâu đời của làng Nguyễn, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Món bánh có vị thơm hấp dẫn nhờ các nguyên liệu mạch nha, mứt dừa, mè, đậu phộng rang. Tên gọi của bánh cấy bắt nguồn từ màu sắc của món ăn này, giống như trứng của con cấy, một loại cua càng đỏ. Như vậy là câu hỏi vừa rồi đã mang lại cho hai bạn thêm một điểm nữa. Chúc mừng hai bạn, tỷ số bây giờ là 3-2. 3-2. Ưu thế đang nghiêng về cho Điền. Còn với cái câu hỏi này thì bên trong cái ẩn số đó sẽ là từ khóa liên quan đến Ngọc Hoa. Đó chính là món khó ăn. Ô, huy hiệu thần bếp nữa kìa. Như vậy là hai bạn cùng trả lời đúng. Không ai sở hữu được huy hiệu thần bếp này cả. Tiếc quá. Phải là một người trả lời đúng á thì được sở hữu này. Vậy là vẫn có món mà em cảm thấy khó ăn. Có chứ. Món gì vậy? Món khó ăn của em là giá với hẹ. Ủa kỳ vậy? Không biết tại sao nha. Em ăn bất kỳ món gì mà bỏ giá hẹ vô nó mất hết vị giác luôn. Ví dụ như em ăn hủ tiếu. Ừ. Cái vị hủ tiếu đang thơm ngon, bỏ giá hẹ vô mất hết mùi luôn. Lạc nhắc luôn em. Không bỏ giá hẹ. Lát nữa mình đừng bỏ giá hẹ vô nha. Nhớ nếm nha. Ok, cảm ơn em. Và bây giờ sẽ là nội dung thứ tư. Câu hỏi, tiếp tục trả lời. Câu hỏi như sau. Bánh hỏi Diêu Trì, nem chợ huyện, bún tôm Châu Trúc. Đó là những món ăn nhất định phải thử khi đến với tỉnh thành nào? A. Đồng Tháp, B. Cần Thơ và C. Bình Định. Hết.
5 4 3 2 1 xin mời. Hai bạn chọn là Bình Định. Giống không? Phải không anh? Chính xác, Bình Định là câu trả lời chính xác. Xin mời hai bạn. Như vậy là tỷ số là 4-3 luôn, ghê thiệt, bám sát nhau quá ta. Chỉ hơn thua cái giết chì thôi đó. Ghê thiệt. Nhưng mà quan trọng là từ khóa liên quan đến Ngọc Hoa ở câu này là gì? Không bao giờ muốn thử. Ủa khoan, từ từ, món khó ăn là món giá hẹ rồi. Có. Thí dụ mà bỏ, lỡ bỏ đi, ăn cũng được nhưng mà mất hết vị giác. Đúng, em ăn vẫn được. Nhưng còn cái này mới là đỉnh cao công nghệ. Em không ăn được, nó là mù tạt. À ha. Ví dụ ai ăn được là ghiền nha. Em. Còn chị ăn không được, chị bị sốc em. Trời ơi, ăn vô dịch. Ủa, rồi ăn thử chưa? Trời ơi, bị rồi. Cái cảm giác nó mới ghiền đó chị. Không, chị không ghiền. Nhiều người không ăn được mù tạt. Dạ, trong đó có Ngọc Hoa. Đúng dạ, rồi. Nó sợi, nó cay quá, không chịu được. Đừng có chơi cổ mà xịt mù tạt vô là toi đấy. Mất điểm nha. Bây giờ chúng ta hãy đến với nội dung thứ 5. Hấp dẫn hơn. Nội dung đó chính là thử thách đối kháng. Nào, chúng ta bước ra đối diện với nhau nào. Một là san bằng được tỷ số, hai là dương lên và giành lấy quyền chiến thắng và ưu tiên. Dạ dạ. Này, đặc sản nhà anh, bánh ngọt. Dễ ăn vậy? Cái này em nghĩ là cái thử thách là phải khó chứ. Ví dụ cho ăn một tạc cho ăn gì hơn, chứ ăn nó trộm phục. Đây, mỗi bạn cầm một cái nhưng mà không phải ăn mà để trên trán di chuyển, làm sao ai ăn nhanh nhất là người đó thắng. Ai xuống cái miệng được là ăn là thắng á. À đúng rồi đó. Khó lắm nha. Không dùng tay nha cưng. Nó cười sao? Mời em cưng. Đây chị lấy kèm cái nè. Để bạn ấy lấy. Anh cái này khách mời cũng được chơi không anh? Chơi chung không? Vậy chị chơi là anh Hoàng phải chơi. Chơi luôn. Chơi liền, sợ mà. Ngồi ngồi luôn không anh? Ủa rồi ai có quan sát hai bạn? Camera okay, 1, okay. Camera 2, 3, 4 à. Chơi à? 1, 2, 3 bắt đầu. Anh ơi. Anh ơi. Đây nếu rớt thì sao ạ? Rớt thì lực cái khác. Trời ơi, xem được rồi. Rớt là mình lấy bánh khác đúng không ạ? Anh ơi. Em như hiệp sĩ mù. Xuống rồi nè. Wow. Nó xuống tới lông mi em rồi. Nó đen tôi luôn. Đừng có đeo dán lông mi giả chi rồi, rồi nó dướng ở đó luôn. Đi nửa đường rồi. Cái việc Cardi B. Anh ơi, cái mặt em đi. Sắp được rồi, sắp được rồi. Yeah. Tôi tức thiệt chứ. Em được rồi anh. Hay quá vậy ta. Như vậy là Lưu ơi, bạn đã giành chiến thắng. Và thêm một điểm nữa dành cho Lưu. Đó là 3 đều. Chờ đợi xem lát nữa hiệp phụ sẽ là gì đây. Nhưng mà với nội dung này thì không biết là liên quan tới Ngọc Hoa với từ khóa như thế nào đây. Ủa đâu cần phải giới thiệu quá. Quá. Tự nhiên cái mở cái nhìn người ta. Thì cái từ này em cung cấp cho chương trình với ai. Mệt quá. Tại sao mở? Mở là sao? Em có hai điều. Nó đối lập nhau về từ mở. Rồi. Về mở, mà em thích ăn. Đó là mà tóp mỡ. Tóp mỡ là thích ăn. Rồi, còn rồi. Ghét ăn là mỡ mà không chiên á. À, mỡ động vật bình thường là không thích ăn. Ví dụ như cục thịt không vịt. Rồi. Là cái cục mỡ đó em ăn cũng được, nó bị nhọn nhọn. Không. Ủa hiểu tại sao ta. Nó giòn giòn dễ ăn hơn. Đúng. Dạ. Thì cái lượng mỡ đã trôi đi rất là nhiều rồi và cô đặt lại còn chút xíu. Ừ. Nhớ nha, lát nữa là mỡ dạng lỏng á là mình bớt lại. Mấy em làm món gì được. Bonus tóp mỡ chị cộng điểm. Bỏ miếng mỡ chị trừ luôn. Rồi, cảm ơn Hoa đã chia sẻ những cái bí mật về ăn uống của mình nha. Vâng. Rồi, bây giờ chúng ta bước vào hiệp phụ để chờ đón xem là hai anh chàng này ai sẽ có quyền ưu tiên. Xin chào mừng hai vận động viên đang bước vào hiệp phụ ngày hôm nay với sự chứng kiến của trọng tài Ngọc Hoa. Vâng. Đây sẽ là trò chơi được mang tên lâu đài tình ái. Mình xây nhà thôi mà. Dạ. Xây nhà bằng ốc vít. Ha. Mình dùng cái đũa này và chỉ được cầm ở vị trí băng keo màu vàng đen này mà thôi. Xong đó mình di chuyển căn ốc này đó, mình xây tháp. Xây làm sao ngôi nhà mình cao nhất có thể. Ai làm ngã trước thì người đó thua. Dạ. Mời hai bạn bắt đầu. Xây nhà nào, xây nhà nào. Rồi, rồi. Nhanh lên. Cố lên, cố lên. Từ từ nha. Để nó bằng nhau á. Rồi xây nhà cho nó thẳng một đường đẹp là đẹp. Ê, cái nhà kia rung quá, cái nhà kia rung quá nha. Đừng có lắc bàn. Đúng rồi. Ê, em đội đầu tiên quá à. Ừ, em đừng có di chuyển nha qua. Nhà này chị vô chị thở cái là sập liền em. Em sẽ chắc giùm chị em ơi. Ráng lên nào, ráng lên nào. Em, trời ơi, em lại. Thời gian chỉ còn 5. Còn 5. Rồi xong luôn, hết giờ luôn. Rồi xong luôn. Hết giờ luôn, xong luôn. Em bé chết lặng rồi. Chết lặng với kiến trúc của mình. Nó dạy người chiều em. Xin chúc mừng bạn Lưu. Hên quá. Như vậy là Lưu, bạn giành được quyền ưu tiên. Dạ. Lựa chọn đầu tiên sẽ là lựa chọn gian bếp đi. Bạn muốn lựa chọn gian bếp bên trái hay bên phải theo hướng nhìn của khán giả? Dạ, em chọn bên ngoài ạ.
Bên, dạ, bên kia. Bên kia đúng không? Dạ, bên phải, dạ, ha. Bên còn lại sẽ là của bạn Điền nha. Bên cạnh đó, ưu tiên thứ hai của Lưu đó chính là lựa chọn một trong hai món ăn mà Ngọc Hoa đã đặt hàng từ trước. Và, dạ, đây, đó chính là hai món này đây. Một là ốc bươu nhồi thịt hấp xả, hai là cà ri cừu. Rồi bây giờ Lưu ơi, bạn chọn món nào? Em sẽ chọn cừu tại vì em cũng có biết tí xíu về cái cách mà khử mùi á, dùng rượu với gừng ấy. Đây của em. Dạ, dạ nha. Đây của em luôn. Ốc bươu nhồi thịt hấp xả. Thôi dù sao là cũng là cái phần cũng khá là đơn giản. Quan trọng là làm món ăn. Nước chấm. Nước chấm đậm đà nha. Xuất sắc lên. Bên cạnh đó là cái huyêu thần bếp không ai được sở hữu hết, nên các bạn phải tự thân vận động mà thôi. Bây giờ sẽ là địa hình rất đặc biệt ngày hôm nay của hai đầu bếp chúng tôi. Xin mời chúng ta cả nhà lăn vào bếp nào. Bếp thấy thoải mái hả? Thoải mái thiệt. Vào bếp có nghĩa là chúng ta sắp sửa được ăn những món ăn ngon rồi. Dạ. Quan trọng là gian bếp ngày hôm nay rất là thú vị khi mà sự khó khăn về địa hình của cả hai bên trái và phải đều ngang bằng nhau bởi một sợi dây kết nối giữa hai bạn. Dây thừng cột vô chân để hai bạn đi đâu cũng phải biết mà nương tựa lẫn nhau nha. Tranh giành quá là té đó. Cẩn thận, cẩn thận. Bên cạnh đó, đó chính là cái phần vượt thử thách của Ngọc Hoa. Hả? Hả gì? Ủa? Tự nhiên bắt ta làm vô đây làm trọng tài tôi chưa? À, thì trọng tài nãy giờ là chơi game rồi. Bây giờ sẽ là cái phần nắm về cho đội của hai bạn những nguyên liệu chính. À, là em muốn ăn những món các bạn làm thì em phải đi chợ. Đúng rồi, đi chợ. Ok, em làm được, em giỏi mà. Dạ. Mua hai nguyên liệu chính dành cho anh nha. Dạ. Xin mời. Rồi, hai bạn cẩn thận bước chân của mình nha. Thử thách đầu tiên, để em đem về một là cừu, hai là ốc bươu. Món này dính dáng gì tới món ăn em chọn? Đây chỉ là món ăn thử thách thôi. Năm cái dĩa này nhìn như nhau, đây là những salad sandwich. Dạ. Thì bên trong đó nó có những cái yếu tố bất ngờ, thí dụ như là bơ đậu phộng nè, đường nè, sữa nè, hoặc là mù tạt. Biết mà. Ngay mà. Anh ăn chung em đi. Có phú cùng hưởng, có quả cùng chia. Ok. Anh chung đi cho vô mỗi đứa một miếng nhỏ. Bởi vì chương trình với nội dung hấp dẫn đặc sắc, dạ, cập nhật phiên bản mới, anh sẵn sàng ăn một góc phụ em. Năm cái dĩa này em được quyền lựa chọn 3 cái và hai này mình ăn hết. Trời. Ăn hết là bắt bạn Kim mới được nấu ăn. Rồi, bởi okay, em chọn một cái trước. Rồi anh chọn cái nữa đi. Thôi ưu tiên cho em hết á, xào bông trúng mù tạt. Anh đây. Ăn nó. Bông trúng mỡ, bông trúng mỡ, mỡ. Bông trúng giá hè. Ê, xin bứt bạn giá hè nó kỳ lắm á. Rồi, em ăn cái nào trước nè? Này đi. Sợ quá. À, mày đừng nữa. Anh ơi, sao không? Không lấy gì hết trơn vậy? Không, mình cắn ra là nó sẽ lộ ra đó. Ăn, giúp em nửa đường. Ok. Sao mà anh biết ăn cái mù tạt được mọi người? Đó, ai đó đủ rồi. Thương lắm nha. Đúng rồi. Ủa, anh ăn miếng đi chứ. Chơi luôn nè. Dạ. Một miếng thì hâu nha. Dạ, bỏ khúc này nhiều ăn không nổi nha. Bỏ miếng khô khô đi, tôi không thích ăn miếng khô. Vẫn lấy cái này luôn. Rồi, vô. Vô. Hết tình hết nghĩa với em luôn nè. Hoàng ơi. Trời ơi, anh cũng có hơn gì em đâu. Mà thậm chí nó còn nhiều quá trời nè. Rồi. Một. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Một, hai, ba. Nhanh lên bạn. Giờ là mình mở lên ú à. Rồi, sự lựa chọn của em à. Em ú à cái đi. Ok, ú à. Gì vậy? Trời, mấy ba cái đồ quỷ này dễ ăn cái mồ. Muối ớt đúng không? Muối ớt. À, coi như là bánh mì nướng muối ớt anh. Ờ, bánh mì nướng ớt đi, rồi không biết nữa. Dễ nữa, dễ ăn mà. Dễ mà. Cái nữa kìa, dễ ăn mà, vô đồng chí. Đây, anh em mình như một. Vẫn gớm nha anh bà. Nghe là rất rẻn, rất rẻn luôn. Trời. Cay quá bạn ơi. Ba cái đồ quỷ này dễ ăn cái mồ. Mặn lắm luôn á. Trót lọt hả? Trót lọt. Ủa giống nhà anh vậy? À, vậy? Nhà anh ba con. Ba đứa nè. Bé Út. Ghê, Út cưng. Ú à, bé Út. Được. Dơi. Bé rồi, bé rồi. Bé rồi.
Đây. Thôi đường đơn giản quá. Mình không ăn, mình không á. Mình đổi cái khác đi. Ủa anh sang quá vậy? Chơi lớn mà em. Một lần chơi lớn để xem em có trầm trồ. Trời ơi, đồ quỷ này sợ gì anh? Chơi luôn mình. Quấn quá. Ủa nãy gì vậy? Thôi nó cho mình ăn đường. Mình chọn đường rồi, mình chơi cho vui thôi. Vui mà. Ta xé cái lớp kia khô lắm. Ừ, khô. Không dễ ăn, dễ ăn. Rất giỏi. Khá là giỏi. Anh Kim Vũ ơi. Rồi bây giờ em sẽ mang cái món nào về cho bạn nào nào? À, một là cái cơ hùng thì dành cho bạn Lưu. Ốc sẽ dành cho bạn Điền. Dạ. Ưu tiên bạn nào trước? Em ưu tiên cái con cừu, tại con cừu khó hơn. Cừu nó phải khử mùi trước luôn rồi. Đúng. Chúc mừng Lưu nha. Lưu có thịt cừu rồi kìa. Xong chưa Hoa ơi? Dạ rồi. Bây giờ sẽ là thử thách thứ hai. Để mình đem về ốc nữa chứ. Chị lấy ốc được không? Ủa em Tuấn, bưng cái dĩa đó. Sao mà lại bưng dĩa ốc cho mẹ này làm? Dĩa sao vậy? Một thử thách là một món thôi. Bây giờ làm bữa hết nữa mới được thêm một bạn nữa mới được đồ ăn. Đúng rồi. Bây giờ vậy. Cái gì vậy? Nhảy trên hai con yêu tinh đó mệt. Anh cũng lo lắm. Hai con thì mỗi đứa một con. Chơi lớn với em luôn. Chơi lớn luôn à. Lúc đầu anh tính là hãy hai con chồng lên nhau. Nhưng mà anh sợ em có chơi không tới. Đúng rồi, chân em thấp bé. Mỗi đứa một con. Nhiệm vụ đơn giản lắm. Cầm ốc này về xây nhà. Dạ. Mỗi lần chỉ lấy được một viên thôi nha. Okay. Mình cố gắng tận dụng là chỉ có là 30 giây thôi. Dạ. 30 giây này càng cao càng tốt nha. Càng đẹp càng tốt nha. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Quang. Gì miếng ăn mà mệt quá. Ủa trong kia, trong kia, trong kia. Rồi, đi. Nhanh lên anh. Mệt quá à. Mệt thiệt á trời. Thôi đi con vòng mệt quá à. Em thở nhẹ qua qua. Nhẹ qua. Ê, em bị méo rồi anh. Kệ đi. Ê, mình chưa khó mình đi lùi lại đi. Hai cái chân em nó mỏi. Không thấy gì đi chứ mệt lắm luôn. Đừng có rung nữa. À nghe quên. Tại nói rồi. Cuối cuối nè. Ừ 6 tầng là đẹp rồi đó. Ok ok chạy lại tiếp. Thôi nghỉ ăn món đó đi. Nè nè, em lấy mấy cái con này em nấu giùm chị cái ốc luôn giùm. Anh mệt không? Mệt. Thôi lách luật đi. Mà quan trọng là tinh thần. Thần thái mới là quan trọng nhất. Tụi mình chơi vui mà khán giả đúng thấy rồi. Tụi mình cố gắng. Bây giờ em đem hết toàn bộ số ốc này. Dạ. Giao cho bạn Điền. Có cần phải lên con ngựa nhảy tới chứ. Hoàng tử ơi, em mang ốc cho chàng đây. Dạ ốc này ăn nha. Ốc này dục nha. Ráng lên, hy vọng là hai món ăn ngày hôm nay sẽ giúp cho Ngọc Hoa bồi bổ lại số calo mà cô ấy đã đốt cháy. Đi, hay mình đi tắm đi. Đi tắm, đi tắm, đi tắm. Nắng quá trời. Và đây xin giới thiệu với quý vị hai siêu phẩm ngày hôm nay gần gũi dễ thương nhưng mà chắc chắn là rất là ngon miệng bởi vì phần nhìn nó quá xuất sắc. Một bên là cái tên dài quá. Ốc bu nhồi thịt. Hấp xả. Còn một bên là khá rí cứu. Cứu. Rồi một bên là ốc bu, một bên là khá rí cứu ha. Em muốn thử thứ món nào trước? Em muốn cho cái sự nóng hổi nó lẹ vào cái người em. Lẹ. Em muốn ăn cái con cừu chứ. Dạ rồi, cả đi cừu. Không cần bánh mì luôn ha. Không bánh mì, em ăn thịt thôi. Coi nó có thơm và khử mùi nha. Chưa. Chà, cái màu nước đẹp lắm nha. Thơm không? Thơm nha. Em sẽ ăn thương nước quá trước. Nãy giờ cũng lăn xả lắm chứ bộ. Đó, húp đi cho nó bay mùi mù tạt. Béo không? Nó béo mà biết có phải là gì khoai không hay là sữa gì nước dừa. Sữa với lại nước dừa. Gì dạ. Sữa. Mà nó không bị ngấy. Đó, cái đúng quan trọng cho đó. Rồi ăn miếng thịt vô đi. Thì em ăn tới miếng thịt. Thịt cừu rồi đó, đúng là hơi khó nấu thật ấy.
nấu không khéo nó bị dai đó. Không mềm quá, nó không dai quá, nó vừa ăn rồi. Trời ơi, xuất sắc rồi, vậy là thành công rồi. Chứ mà để Minh Lâu mềm rụt có còn gì nữa, gọi là cừu. Hay quá. Ôi, anh phải ăn trúng cái miếng da của nó kìa. Nó làm sao em, nó giòn hay sao cưng? Ăn nó có độ đàn hồi, nó không có bị cắn cái lịch bở ra nha. Đúng rồi. Nhai, giòn. Sực. Thịt mềm, không có bị dướng vô cái miếng răng giả của em. Nó giỡn thôi. Bí mật mới nha. Thường á, mình ăn mấy thịt này dễ bị dính răng lắm. Mà này nó vừa tới, nó không có bị sớm mà kiểu như khô. Này không có nghe mùi. Giỏi quá, chúc 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Cảm ơn chị. Ngon nha, ngon nha. Với món ăn này thì Lưu muốn dành tặng lời chúc nào dành cho Hoa nè? Là một dịp mà gặp chị Hoa với anh Hoàng, thì chúc hai anh chị sẽ có thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều những vở diễn xuất sắc. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn Lưu. Rồi, bây giờ tới món của bạn Điền ha. Thì món uống nước đi em. Món này em nhìn thôi, đập vô mắt em là chén nước chấm rất đẹp. Có ớt, có một xíu tỏi. Lá chanh đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Tỏi, ớt, ớt và nước mắm. Trời thơm lắm, thơm lắm, nước mắm rất xuất sắc nha mọi người. Chấm liền em ơi, hòa quyện liền em ơi. Rồi. Dạ rồi, em xin sử dụng bằng tay. Đó, cái kia xả thì em không cần cầm tay làm gì. Em ăn cục mập trước, thích ăn mập. Đó, nồi thịt ha, cái thịt này làm cũng lâu nè. Xả đậm vị, rồi để em chấm thử nước đó, chấm. Mà cái nấm mèo sắc là cũng nhuyễn lắm nè, kỹ lắm luôn nè. Trời, chết anh ơi, chết ngất. Cái dãy mùi. Mùi the the của ớt. Ớt nè, nước mắm mặn mặn nhẹ nhẹ, thêm miếng chanh nữa trời ơi. Bớt phụ đề thuyết minh ăn đi. Chết rồi á. Trời ơi, đắm đuối chưa? Cái sự kết dính á anh. Đối với em ăn nha, em thích nó chặt hơn chút xíu. Nếu như bạn rắc dày hơn chút xíu thôi, nhai sẽ ok hơn. Ok. Và khen là phần nước chấm rất đậm, rất vừa ăn và rất thơm đó bạn. Rồi, chúc mừng Điền nha. Với món ăn này thì không biết là Điền sẽ dành cho Ngọc Hoa lời chúc nào đây? Với cái món ăn này thì em hy vọng là chị sẽ thích nó. Và em mong là chị có nhiều sức khỏe để thử được nhiều món ăn mới. Đúng rồi, đó. Và bây giờ sẽ là phần rất là khó khăn dành cho tâm lý của em đó Ngọc Hoa. Hãy quyết định xem món ăn nào là món ăn giành chiến thắng ngày hôm nay. Và chủ nhân nào sẽ giành được 5 triệu. Thật sự nha, khen đều hai món này rất ngon. Nó chỉ nhỉnh nhau ở một cái mức độ nhỏ xíu thôi. Vậy thì em quyết định phần thắng hôm nay thuộc về Carico. Xin được chúc mừng bạn Trường Lưu. Vậy như ngày hôm nay cũng là Điền hen, cũng là xuất sắc. Nào chúng ta nhận thưởng thôi. Và đây phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho người thắng cuộc với món cà ri cừu. Xin mời Ngọc Hoa trao tặng cho bạn Trường Lưu. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chị Hoa rất nhiều. Cảm ơn anh Hoàng, cảm ơn chị Hoa và cảm ơn bạn chơi. Em cũng rất là bất ngờ khi nhận được giải thưởng. Thì coi như là em may mắn được cái khẩu vị hợp với chị. Đó, khẩu vị ngôi sao mà. Dạ. Bên cạnh đó Thái Điền cũng rất xứng đáng với món quà tinh thần an ủi, động viên đến từ Ngọc Hoa. Nào, ở mà ôm ảnh cái. Trời ơi, lâu lâu được ôm cái đẹp em không? Không, làm ngon thiệt nhưng mà tại vì xác nhận nguyện đó thôi. Cảm ơn Điền. Cảm ơn chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đã mời em đến đây để mà tham gia một cuộc chơi rất là thú vị. Và em cũng làm được một cái món ăn rất là ngon để cho chị Hoa này thử. Cảm ơn Điền rất là nhiều. Cảm ơn Ngọc Hoa đã tham gia cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và hy vọng chúng ta sẽ được gặp gỡ nhau nhiều hơn nữa. Dạ vâng. Ăn với nhau nhiều hơn nữa nha. Dạ. Kính thưa quý vị, hãy đến với Khẩu Vị Ngôi Sao vào khung giờ quen thuộc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.